Tối hôm qua, người hâm mộ bóng đá trên cả nước đổ ra đường mừng chiến thắng của đội tuyển Olympic Việt Nam thắng Olympic Series 1-0 trong hiệp phụ, đưa đội tuyển Olympic Việt Nam lần đầu tiên vào vòng bán kết. Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cũng là lúc đông đảo người hâm mộ tại thành phố Hồ Chí Minh tỏa ra nhiều tuyến đường để mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển. Nhiều tuyến đường trung tâm rơi vào tình trạng tê liệt hoàn toàn. Cũng trong không khí vỡ òa với bàn thắng lịch sử trong trận cầu tối qua, hàng ngàn người dân ở thành phố Bạc Liêu reo hò trên nhiều tuyến đường, tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt. Một số tuyến đường chính như Trần Phú, Võ Thị Sáu, dòng người đổ về càng lúc càng đông, mang theo loa máy, cờ, kèn để mừng chiến thắng. Ở trận bán kết sắp tới, Olympic Việt Nam sẽ gặp đội nặng ký là Olympic Hàn Quốc vào chiều ngày 29 tháng 8.